Quay sang một tin khác thì nông sản Việt Nam gặp nhiều thách thức tại thị trường Liên Âu. Tin đến từ Việt Nam, tuy gặp thuận lợi sau khi cả Việt Nam và Liên minh Âu Châu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do, thì nông sản Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức ở thị trường khó tính này. Để có được được để có thể đến được bếp ăn của các gia đình ở EU, nông sản Việt Nam cần phải vượt qua nhiều rào cản khắc khe như hàng rào kỹ thuật của EU về nguồn gốc xuất xứ, phẩm cấp sản phẩm hay vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ. Hiện nay, Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp kém phát triển so với các nước tiên tiến trên thế giới về cả năng suất lao động, phẩm cấp sản phẩm và giá cả tiêu thụ. Cùng với đó, do xuất phát từ điểm thấp, phần lớn làm ăn còn manh muốn, nhỏ lẻ, hàm lượng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn thấp, việc vệ sinh an toàn còn yếu kém, giá thành sản xuất còn cao nên việc cạnh tranh với các sản phẩm nông sản của các nước khác tại EU sẽ rất khó khăn. Ngoài những rào cản kỹ thuật về kiểm định, kiểm dịch động thực vật, nông sản Việt Nam còn phải bảo đảm được sản xuất trong một điều kiện mang tính phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, chăm lo mọi mặt cho người lao động, không lãng phí tài nguyên, đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối, xuất cạn các sản phẩm đó. Trong nhiều năm gần đây, nhiều trường hợp nông sản của Việt Nam xuất sang các thị trường khó tính như Âu Châu và Nhật Bản đã bị trả về do không đáp ứng được các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu cải thiện phẩm cấp nông sản và nhiều yêu cầu khác. EU sẽ là thị trường có tiềm năng lớn cho nông sản của Việt Nam và người làm nông nghiệp có hy vọng đổi đời.